Dạ, Hiếu Phan xin mến chào tất cả quý khán giả, chào mừng quý vị trở lại với bản tin hôm nay trên kênh của Hiếu. Từ nội dung thông tin hôm nay, Hiếu lại tiếp tục chia sẻ xoay quanh câu chuyện cũng như là drama của Thiền Am và có một thông tin rất là thú vị có liên quan đến ông Trùm bị phá sản. Thì nhắc đến ông Trùm này, quý vị khán giả cũng không có xa lạ gì, ông ấy là ba của Diễm My. Thì trong cái vụ 50 tên cung đồ xâm nhập gia cư bất hợp pháp, gây mất cắp tài sản, gây thương tích về người, cũng như là gây mất an ninh trật tự, ở thiền am mình vũ trụ nhưng ông trùm này cho đến thời điểm hiện tại vẫn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật và chưa bị trừng trị thích đáng đúng theo quy định của pháp luật thì làm cho những ai yêu thương và ủng hộ thiền am từ bấy lâu nay cũng rất là bức xúc cho nên là hiếu rất mong là vì khán giả cùng với hiếu lại có cái tiếng nói chung để mà tiếp tục kêu quan cho thiền am và tiếp tục là kêu gọi bên phía cơ quan chức năng vào cuộc xem xét và xử lý ông trùm này đúng theo những gì mà pháp luật đã quy định thưa quý vị thì đối với cái hành vi của ông này thì sai trái rất là rõ ràng ai cũng biết rồi nhưng mà lý do vì sao thì ông này không bị xử lý thì đó còn là một cái dấu hỏi chắc có lẽ là ai cũng có cái câu trả lời cho riêng mình đúng không quý vị và thời gian gần đây thì quý vị khán giả cũng thấy ít hẳn những kênh YouTube mà từ bấy lâu nay luôn luôn lên bôi nhọ xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của người Thiền Am đó thì họ giảm rất là nhiều ở đây thưa quý chỉ còn lác đác một vài kênh, hàng ngày họ vẫn lên vu khống xúc phạm người Thiền Am, gán ghép cho Thiền Am bôi nhọ danh dự của người Thiền Am và cho rằng là Thiền Am có hai cái hành vi loạn luân và lừa đảo ở đây. Cho đến thời điểm hiện tại thì hai cái tội danh này vẫn chưa có một cái kết luận nào từ bên phía cơ quan chức năng thưa vị thì những kênh youtube mà từ bấy lâu nay theo cái ông trùm này để mà tấn công vu khống làm nhục người thiền nam như vậy á tại sao mà họ giảm đi à, không có giống như trước đây mà ùng ùng ào ào nữa thưa vị mà giảm hẳn đi luôn yên lặng hẳn đi luôn chỉ còn một vài kênh youtube mà thôi thì đây là một cái tín hiệu cũng đáng vui đáng mừng để cho người thiền nam có được một cái cuộc sống an yên an vui hơn trong thời gian sắp tới sau khi mà các thầy cô mãn hạn tù thưa quý vị thì với một cái thông tin như thế này á hiếu cũng mong rằng đây là cái thông tin có thật mà chị khán giả đã và đang rất là yêu thương Thiền Am cung cấp cho Hiếu thì trước khi vào nội dung thông tin chi tiết Hiếu gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị cùng với gia đình của mình trên kênh của Hiếu lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc ạ. thì xin kính thưa quý vị khán giả trở lại với cái thông tin này thì chị khán giả này trước đây cũng đã từng chia sẻ cho Hiếu biết rất là nhiều thông tin có liên quan đến ông Trùm Võ Văn Thắng là ba của Diễm My, thưa vị. Đường đi nước bước của ông này như thế nào, rồi những vây cánh tiết lộ thông tin về Diễm My ra sao, thì chị đều nắm rõ và cập nhật để mà cho Hiếu biết, để mà Hiếu chia sẻ cho tất cả vị khán giả. thì Hôm nay chị cũng cho Hiếu biết được một cái thông tin. Đó, nhắc đến chị thì chị có một cái người bà con ở gần nhà của ông chồng này, đó thì cũng thường xuyên bắt gặp ông chùm và vợ của ông ấy đi chợ ông chùm bà chùm thì rất là vui tươi vô tư bà chùm thì phấn son trang điểm lèo lẹt lè, vân vân không có một chút gì để gọi là lo lắng trong cái trường hợp mất tích của Jimmy hết thì chúng ta cũng có thể suy nghĩ là Diễm My hiện tại đây đang ở trong tay của ông chồng bà chồng đúng không quý vị theo những gì mà vay cánh Đầu trước đây cũng từng chia sẻ đó là Diễm My rất là tốt rất là bình thường rất là khỏe không có gì để gọi là lo lắng hết Diễm My đang bệnh nhẹ đang uống thuốc vân vân thì họ cũng đã công khai trên mạng xã hội rồi thưa quý vị nhưng mà hôm nay Hiếu nghe được cái thông tin này á thì Hiếu cảm thấy đây là quả báo đến với ông chồng này nếu nó là thông tin có thật thưa quý vị thì cũng chúng ta cũng nên hy vọng cũng nên đặt niềm tin vào cái vị khán giả này và chúng ta cũng nên vui đi thưa quý vị thì ông làm trời nhìn mà thì uh, gieo nhân nào thì gặp quả đó sớm muộn thôi thưa quý vị bởi vì ông ấy đã gây quá nhiều cái sự đau khổ đến với người thiền Am rồi cũng vì ông ấy có liên quan đến trường hợp của Diễm My mà sáu thầy cô phải vướng mồm lỗ lý và nhận cái mức án là 23 năm 6 tháng tù, thật sự rất là tội nghiệp cho người thiền am đúng không vậy vị. Thì hôm nay chị có nói như thế này, à, hiện tại đây á là chị nghe nói nha, cung đồ Võ Văn Thắng hết tiền cung cấp lương cho bọn YouTube bẩn nên bọn chúng giảm bớt một số tên vu khống bôi nhọ danh dự nhân phẩm những người hiền từ nhân đức vô tội ở Thiền Am ở đây thì chị Lê Hồng nói á, hiện tại đây là cái ông chồng này không có còn tiền giống như trước đây để mà cung cấp cho những tên YouTube bôi nhọ danh dự nhân phẩm của người Thiền Am nữa mà hiện tại đây ông này chắc cũng phá sản rồi thưa quý vị khán giả bởi vì á, ông ổng muốn những kênh YouTube này nói theo những gì mà ổng lên kịch bản thì ổng phải cho tiền đúng không quý vị mà đâu phải là ít kênh đâu mấy chục cả trăm kênh thưa quý vị đó mỗi kênh bao nhiêu một cái video một clip đó khi mà không có tiền thì họ sẽ không làm theo những gì mà ông chồng này sai khiến nữa thì tất nhiên là họ sẽ giảm bớt giảm bớt giảm bớt từ từ thưa vị đó thì qua cái sự việc này thì chúng ta cũng đã hiểu được là thời gian gần đây cũng rất ít kênh YouTube lên để mà vu khống bôi nhọ đến danh dự nhân phẩm của người thiện nam giống như trước đây nữa đúng không vị bởi vì trước đây á họ được ông chùm này cung cấp hỗ trợ về tiền cho nên là họ nói vì tiền thưa vị đó, họ nói theo kịch bản dàn dựng đó của ông chồng này đó cũng chỉ vì tiền mà thôi rồi vu khống những cái hành vi cho người thiền nam như là lừa đảo nè loạn lưng nè nhưng mà cho đến thời điểm hiện tại thì vì khán giả thấy đó đâu có còn kênh nào mà dám lên tiếng nói về cái hành vi loạn lưng nữa đâu thưa vị bởi vì đâu có cái kết luận nào từ bên phía cơ quan chức năng đâu nếu mà nói không đúng sự thật thì tất nhiên là anh gán ghép vu khống cho người ta rồi thì anh phải chịu trình trị trước pháp luật. Nếu như Thiền Am họ làm đơn thưa kiện, thưa quý vị, đó. ở đây thì chúng ta mới thấy được một điều là quả báo đối với ông chồng này. Bởi vì ông hết tiền rồi, đó. Nếu mà ông này hết tiền rồi á, thì làm gì mà ông sai khiến được những kênh YouTube bẩn đó, thưa quý vị, đó thì từ từ họ cũng không có mặn mà gì để mà chia sẻ về Thiền Am nữa, thưa quý vị khán giả. thì đây cũng là một cái tín hiệu vui đúng không ạ? À? thì cũng rất mong là ông trời có mắt và cũng rất mong là cái tin này là cái tin thật 100% bởi vì vị khán giả này có người bà con ở gần nhà của ông chồng bà chồng thưa vị cho nên là mỗi cái hành động mỗi cái sự việc hàng ngày mà nó diễn ra tại nhà của ông chồng bà chồng này thì người bà con của vị khán giả này đều biết hết thưa vị cho nên là nói lại cho cái chị khán giả này chị khán giả này đã thông báo cho hiếu biết đó cho nên là hiếu mới chia sẻ đến cho tất cả vị khán giả được biết thì theo vị khán giả nhận định như thế nào về cái sự việc là cái ông chồng này phá sản không có còn tiền để mà cung cấp cho những kênh youtube bẩn nữa thì đây cũng là cái luật nhân quả quả báo đối với ông này đúng không quý vị người làm trời nhìn không sớm thì muộn cũng phải bị trả giá mà thôi nếu mà ông ấy thoát pháp luật thì ông ấy cũng sẽ không thoát được luật nhân quả ở đây đúng không quý vị qua đây thì hiếu cũng xin gửi lời cảm ơn đến chị khán giả rất là nhiệt tình cho hiếu sinh giấu tên thưa vị chị cũng là một trong những người rất là yêu và quý mến thiền nam và quý mến thầy hồng nội thưa vị thì chị có nói như thế này mãi mãi thương yêu quý trọng thiền nam minh bầu vũ trụ nơi người dân hiền từ nhân đức vô tội bị bọn ác ôn biến thái hãm hại một cách vô nhân đạo đó thì vị khán giả thấy rồi đó chị nói rất là đúng chứ đâu có sai đúng không quý vị Thiền am là một cái nơi tu tại gia rất là hiền từ nhân đức dạy trẻ mồ côi đào tạo các thầy cô trở thành những nhân tài nhưng mà không được xã hội công nhận lại bị xã hội ruồng uh, bỏ rồi hãm hại các kiểu hết, đặc biệt là những tay mà ganh ăn tức ở những ông trùm như là ông trùm Thích sân Si, ông trùm 50 tên công đồ và những ông trùm khác nữa vân vân. Đó, hại Thiền am vào vòng lao lý với 23 năm 6 tháng tù thì thật sự rất là đau đớn rất là thương xót cho người thiền nam đúng không quý vị cho nên là, là hiếu rất mong là vị khán giả hãy đồng hành cùng với hiếu có cái tiếng nói chung để mà chúng ta tiếp tục lôi đầu những cái tên côn đồ này ra trước ánh sáng để cho bên phía cơ quan chức năng họ xử lý đúng theo quy định của pháp luật về những cái hành vi mà vô nhân đạo vô đạo đức như thế này hãm hại người hiền từ phải đi tù đó là thiền nam mình bầu trụ đó thì chúng ta cần phải lên tiếng mạnh mẽ hơn nữa để mà đòi lại cái công bằng lẽ phải cho người thiền nam đòi lại những cái gì mà họ đã bị quan ức, bị mất mát ở đây thưa quý vị. Thì một lần nữa Hiếu xin cảm ơn quý vị rất là nhiều đã lắng nghe Hiếu chia sẻ nội dung thông tin trong video ngày hôm nay. Thì quý vị khán giả nhận định như thế nào, quý vị khán giả cũng để lại bình luận góp ý và nhận xét nhé. Hiếu xin cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. À phần cuối trong cái video này thì hiếu cũng xin gửi đến tất cả quý vị khán giả sản phẩm của hiếu đó là tôm một nắng tôm hai nắng gồm có tôm sú tôm thẻ thiên nhiên tươi gói bắt lên lột vỏ và làm ngay cho nên là tôm rất là tươi thưa quý vị khán giả thịt thì dẻo không có khô cứng khi ăn thì quý vị khán giả chỉ cần nướng sơ 3 phút hoặc là chiên sơ chấm với tương ớt hoặc là quý vị có thể chế biến nhanh với sốt me nè, sốt mắm đường, sốt bơ vân vân chế biến đơn giản đảm bảo với vị khán giả là cực kỳ ngon luôn, cực kỳ xuất sắc luôn à, mặt hàng này thì quý vị khán giả có thể mua về cho gia đình thưởng thức hay là làm quà biếu trong những dịp lễ tết cũng rất là tuyệt vời thưa quý vị khán giả rất mong là quý vị khán giả ủng hộ cho cái sản phẩm này của Hiếu à, thì Hiếu cũng xin để điện thoại ở trên video clip quý vị có thể liên hệ và kết bạn với Hiếu qua Zalo hoặc là gọi trực tiếp bằng cái số điện thoại này và Hiếu sẽ báo giá cho quý vị khán giả được biết. đó, thì quý vị khán giả uh, ủng hộ cho Hiếu nhé. Hiếu xin cảm ơn quý vị rất là nhiều à. đó cũng là nội dung thông tin hôm nay mà Hiếu muốn gửi đến cho tất cả quý vị khán giả được biết trong video này. Thì quý vị khán giả cũng để lại ý kiến góp ý và bình luận nhận xét, tiện tay bấm một like, một đăng ký kênh ủng hộ cho Hiếu à. Thì xin cảm ơn rất là nhiều. Và cuối video, hiếu mến chúc tất cả quý vị khán giả thân thương trên kênh của Hiếu luôn luôn có thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào trong những video tiếp theo.